Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá Tân Cương với điểm đến tiếp theo là vùng đất tuyệt đẹp Chiêu Tô, một huyện nhỏ cách thành phố Nghi Ninh là 183 km dưới chân nhánh núi lớn nhất của dãy núi Thiên Sơn, trải dài từ Uzbekistan qua, có đường biên giới phía Tây Nam dài 200 km giáp với Kyrgyzstan và Tajikistan, là quận biên giới phía Tây Nam nhất của tỉnh tự trị Ili. Là một huyện thị giáp biên vô cùng xinh đẹp và thanh bình, được quy hoạch quy củ, khang trang và nhiều màu sắc, đặc biệt nổi tiếng với danh xưng cái nôi của loài ngựa Thiên Mã, một trong những loài ngựa ưu việt nhất thế giới. Nơi đây còn được biết đến với những cánh đồng hoa cải dầu đan xen với những vựa hoa hướng dương bạt ngàn hương sắc, nở rộ khắp nơi nơi, trải rộng mênh mông tới cuối chân trời. Gia đình mình sẽ xuất phát từ thị trấn Bát Quái, Thư Khơ Sư. Từ Thư Khơ Sư tới huyện Chiêu Tô khoảng 60 km, và mình sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đến đó. Đường đi thuận tiện, giao thông tốt, nói chung khác với Tây Tạng, điều kiện giao thông ở Tân Cương tốt hơn rất là nhiều. Cao tốc trải đều khắp nơi khiến việc di chuyển giữa các thành phố trở nên dễ dàng, mặc dù Tân Cương có lãnh thổ rộng hơn rất nhiều Tây Tạng. Dân du lịch tự túc bên này truyền tai nhau một kinh nghiệm, đi du lịch tự lái thì Tân Cương và Tây Tạng mỗi nơi một vẻ, mỗi nơi có một sự thú vị riêng. Nhưng cho lần đầu tiên thì nên bắt đầu với chuyến đi Tân Cương trước, sau đó hãng đi Tây Tạng. Thứ nhất, vì giao thông của Tân Cương tốt hơn, bằng phẳng và dễ đi hơn hẳn. Thứ hai, Tân Cương nằm ở khu vực thấp hơn Tây Tạng, bạn sẽ không dễ bị sốc độ cao như Tây Tạng. Phong cảnh dọc theo con đường này rất là đẹp, dân du lịch đến Tân Cương có một câu nói cửa miệng: những cảnh sắc đẹp nhất luôn ở trên đường đi. Các bạn nhìn phía tay phải mình đấy, cả một cánh đồng bát ngát, chạy dọc suốt gần hơn chục km, đâu đâu cũng thấy hoa cải dầu này. Dòng người du khách du lịch họ dừng xe ở đây để họ tham quan, họ chụp ảnh. Đây mình quay nghiêng sang cho các bạn xem. Cả một cánh đồng rộng mênh mông. Đó các bạn xem. Này, đi hơn chục km rồi, bây giờ vẫn còn hoa hướng dương, vẫn còn hoa cải dầu. Phải nói là cánh đồng này nó rộng kinh khủng luôn. Thiên nguyên phong quang, thế ngoại đào viên. Phong cảnh mục đồng quá thơ mộng, quá nên thơ phải không? Háo hức bảo đến tham quan vườn hoa cải dầu của Chao Su, của Thiều Tô, mà hôm nay đã thực sự có mặt ở đây để quay video clip cho các bạn xem. Nhưng mà đây là không vào được, không vào bên trong được. Kiểu này thì chắc
chỉ có thể lấy trôn ra để quay thôi, không vào bên trong được. Đó, một cánh đồng bao la bát ngát, mà nó, cái cánh đồng hoa cải dầu này nó chạy dài cả chục km ấy, chứ không phải là chỉ có riêng một cánh đồng này thôi. Đấy các bạn xem đằng sau mình, nó thực sự quá hoành tráng phải không các bạn. Nhưng mà mình chỉ có thể, mình có thể quay tạm thời như này thôi, còn lúc nữa thì mình sẽ lấy trôn ra để quay cảnh trôn cho các bạn. Vì quay cảnh trôn từ trên cao dọi xuống thì nó bao quát được toàn bộ cả cánh đồng, trông chắc chắn là sẽ rất là ấn tượng. Nào bây giờ thì bắt đầu tác nghiệp. Khu vực Chiêu Tô là một khu vực miền núi ôn đới lục địa với khí hậu khô, nửa ẩm và mát mẻ. Mùa đông kéo dài, không có mùa hè, mùa xuân và mùa thu nối liền với nhau, cộng thêm việc sông Thúc chảy qua toàn lãnh thổ, nên nơi đây có nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ và hàm lượng chất hữu cơ cao. Cỏ cây tươi tốt, hàm lượng ánh sáng dồi dào, thích hợp cho trồng trọt và chăn nuôi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tạo cho Chiêu Tô có lợi thế đặc biệt trong việc phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Nơi đây trồng rất nhiều lúa mì, lúa mạch, hạt cải dầu, hướng dương, khoai tây và các loại đậu. Việc trồng trọt, gieo hạt và thu hoạch đều được cơ giới hóa, nên quy mô canh tác đặc biệt lớn. Nhìn những cánh đồng hoa cải dầu bao la như thế này, chúng ta không khỏi thầm thán phục khả năng canh tác của họ. Những vựa hoa cải dầu lớn nhất tại Trung Quốc có thể kể đến, đó là cánh đồng Chiêu Tô, Tân Cương, cánh đồng hoa cải dầu La Bình, Vân Nam, cánh đồng hoa cải dầu bên hồ Thanh Hải, cánh đồng hoa cải dầu Môn Nguyên trên cao nguyên Thanh Hải. Đây đều là những khu vực trồng hoa cải dầu với quy mô cực lớn, cánh đồng trải dài đến cả chục km. Đến Chiêu Tô ngắm hoa cải dầu, bạn nên đến vào thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8, đó là thời điểm chính của mùa hoa, hoa nở rất rộ, rất sặc sỡ. Huyện Chiêu Tô còn nổi tiếng với sản lượng ngựa phong phú và có lịch sử lâu đời vì văn hóa ngựa. Hoàng đế Hán Vũ đã từng sử dụng con ngựa Y Ly mạnh mẽ, nhanh nhẹn và chạy rất nhanh. Với cái tên Thiên Mã, về sau ngựa Thiên Mã của Chiêu Tô đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và Chiêu Tô cũng trở nên nổi tiếng theo với danh là quê hương của những chú ngựa Thiên Mã. Nơi đây hàng năm đều có tổ chức lễ hội ngựa Thiên Mã quốc tế, thu hút rất nhiều du khách tới tham quan. Mấy mẹ con nó đi du lịch mấy ngày rồi, bây giờ mệt rồi là chả còn cảm hứng gì với lại cảnh đẹp. À, ngồi lì trong xe, không buồn cả, ra ngoài chụp ảnh. Lạc Đác có vài thửa ruộng là hoa cải dầu. Dốc phô cái xuống xem. Xen kẽ những cánh đồng hoa cải dầu là những cánh đồng hoa hướng dương. Dịp này cũng chính là mùa hoa nên hoa nở khắp nơi. Wow, vườn hoa quá đẹp phải không các bạn? Có thể vì kỹ thuật canh tác tốt cộng với đất đai trù phú nên hoa hướng dương ở đây bông hoa nở rất to, hoa nở đều tăm tắp, mọng hạt. Đúng là trồng cây hướng dương cũng có nghĩa là trồng phong cảnh. Ngoài những công dụng phổ biến mà chúng ta đã biết như ép để lấy dầu, hạt làm thực phẩm, thì hoa hướng dương còn tạo ra những cảnh quan vô cùng tráng lệ, thu hút khách du lịch gần xa, tạo thêm thu nhập cho người dân. Thực sự là quá đẹp, quá hoành tráng rồi các bạn. Hạt hướng dương của Tân Cương là một trong những loại hạt hướng dương mà có giá trị kinh tế cũng như chất lượng rất là cao và được đánh giá cao trên thị trường. Mình thường thường chọn ăn hướng dương thì mình cũng toàn mua của Tân Cương vì nó ngọt thịt mà cùi nó, cái thịt nó dày, ngọt thịt mà rất là mọng.
Trong những năm gần đây, huyện Chiêu Tô đã tích cực điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp chất lượng và hiệu quả cao, phù hợp với đặc trưng về sinh thái và điều kiện đất đai. Trong đó, hoa hướng dương và hoa cải dầu là những mặt hàng nông sản mang lại nhiều lợi ích và giá trị kinh tế lớn, thúc đẩy phát triển tổng hợp công nông nghiệp và du lịch nông thôn. Hơn 25.700 mẫu hoa hướng dương lần lượt nở rộ, hàng vạn bông hoa vàng tươi treo lơ lửng trên những ngọn cây hướng dương thon nhỏ thẳng đứng, đung đưa trước gió, tất cả đồng loạt hướng về phía mặt trời. Những bông hoa đang kỳ đẹp nhất tạo nên những mảng màu vàng kim rực rỡ, trải đều trên những cánh đồng mênh mông như một biển hoa. Chiêu Tô hiện ra quá đỗi tươi đẹp và ấn tượng trong ống kính drone, một bức tranh thiên nhiên đầy tráng lệ, tràn đầy sức sống. Thực ra lúc đầu thì đi từ Thưa Sư Khưa, thành phố Thưa Sư Khưa đến Thiệu Tô thì dự định ban đầu của gia đình là sẽ đi trong vòng khoảng 1 tiếng là đến nhà nghỉ ở Thiệu Tô. Nhưng mà khi đến đây rồi thì không thể không dừng lại. Ở cảnh sắc nó quá hùng vĩ, nó quá choáng ngợp. Nên là bây giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng mà mình vẫn chưa đến Thiệu Tô. Thực ra thì lúc đầu thì cái cánh đồng hoa hướng dương, cánh đồng hoa cải dầu này thì mình đã được biết và nó tương đối nổi tiếng trên mạng. Ở trên TikTok thường xuyên là nhìn thấy những cái TikTok về hai cánh đồng hoa này. Nhưng mà khi đến đây rồi thì nó thực sự vượt qua sự tưởng tượng của mình. Vì nó quá hoành tráng. Qua nhìn xem, phía trước bắt đầu trời mưa rồi. Thực ra thì chỗ này đã bắt đầu có mưa rồi nhưng mà không... mưa không rõ ràng như ở phía trước. Các bạn xem thời tiết của Tân Cương ấy. Đi từ bên con đường bên kia thì nhìn thấy phía trước là trời đang mưa. Sang con đường bên này nhìn thấy phía trước là trời nắng chang chang. GoPro 停止录像。GoPro 停止录像。哎哎。一天好。前方掉头。欢迎你来到可丽的家，这是可丽跳舞的。店里面都是停车的位置吗？停车红色Đi du lịch Trung Quốc thì có một nghịch lý là càng vào những vùng hẻo lánh thì chi phí khách sạn càng mắc. Vì một lý do là ở những nơi này, khách sạn có đủ điều kiện tiếp nhận người nước ngoài cư trú như mình không nhiều. Phần lớn đều là những khách sạn 4-5 sao trở lên, thế nên giá phòng nghiễm nhiên cũng sẽ cao hơn. Giá phòng ở khách sạn này là 600 tệ, tương đương với khoảng 2 triệu Việt Nam đồng cho phòng đôi. Liệu lính liệu rồi à? Phòng đôi. Về đến khách sạn là tìm đồ chơi là. Đấy, mở cửa ra xem phong cảnh đằng sau thế nào. Xa xa là ngọn núi. Trông cũng bình dị. Đây là một trong những con phố ăn uống, một con phố ẩm thực ở thị trấn Chiêu Tô, thị trấn Thiệu Tô. Và còn hai con phố ăn uống khác nữa. Có lẽ là buổi tối là mình sẽ đi khám phá nốt hai con phố còn lại. Hái mới xoẻn tao à? Sầu cho ăn rau rồi. Tao bố à?
一直想吃美抓肉 羊排。 Đây là một món đầu tiên. Món này gọi là món treo má chi, tức là món gà tê cay, đặc một trong những đặc sản của Tân Cương. Đến đây chưa thưởng thức nên là hôm nay phải thưởng thức. Có cái gì? Có thịt gà này, xong là hành tây, mới đây ớt, ớt nó cay không? Quan trọng nhất là cái thành phần này, hành tây, kiểu gà trộn, gà xé, gà trộn, ăn được, giòn giòn, thơm thơm. Ừ, lúc đầu bảo nó không cho cái tê vào nhưng mà cuối cùng nó vẫn cho. Nhiều khi người ta nghĩ là nếu mà không mất đi cái vị tê, không có vị tê thì nó làm hỏng cái món thức ăn của họ. Thế là về nguyên tắc là họ sẽ không loại bỏ hoàn toàn mà người ta chỉ hạn chế cho vào, thế là vẫn có vị tê. Cả nhà mình không ăn được vị tê. Cái da nổi nó ngon, da nó giòn. Cần tây của Tân Cương nó cọng nó nhỏ nhỏ này, cọng rất là nhỏ, thơm, cái gì cũng cho hành tây vào. Rau này hơi già, ăn già da nhanh nhách nhưng mà thơm, lười cả cầm đũa, lười cầm đũa, dùng luôn tay cầm. Ở đây họ không dùng nước chấm. Ở đây lấy tưởng nước chấm nhưng mà không phải nước chấm. Nó chỉ là cái gì? Cái giấm, nước giấm. Chấm nước giấm. Thịt thì họ hấp nhưng mà họ ướp trước tẩm gia vị rồi nên là nó có vị đầy đủ được. Nên là lúc chấm thì chỉ có chấm giấm. Món này là món này dùng tay để mà cầm. Nào làm một miếng thì kiểu cầm tay. Ui dồi, to thế. Wow, miếng to quá, nhìn nó hoành tráng. Thịt cừu luộc. Thơm. Nó không nó không tanh, thịt cừu này nó thơm, rất là ngọt thịt mà mềm. Người ta cái cách nấu người ta cũng khéo, họ biết cách nấu nên là thịt cừu nó mềm. Biết là chân. Nó tẩm ướp gia vị thế nào. Bây giờ mấy giờ rồi? Xe chỉ đèn rồi? 5 giờ. Ồ, 5 giờ rồi. 5 giờ rồi mấy bố con bắt đầu đi ăn cơm trưa. Mất cả sáng trên đường. Canh cừu, canh thịt cừu. Chiêu tô tiếng Trung có nghĩa là chao su. Chữ chao có nghĩa là ánh sáng, su có nghĩa là phục sinh. Nơi này không chỉ có một cái tên đẹp mà phong cảnh còn đẹp hơn nữa. Chao Su là một vùng núi cao được bao bọc bởi những dãy núi băng tuyết vĩnh cửu quanh năm. Đây cũng là quận duy nhất của Tân Cương không có sa mạc. Chao Su mùa hè khí hậu thay đổi mạnh mẽ với mưa rào thường xuyên và các điều kiện tự nhiên lý tưởng hình thành cầu vồng. Đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, cầu vồng đôi, cầu vồng 3 thường xuyên xuất hiện. Vì vậy, Chao Su còn được mệnh danh với cái tên mỹ miều thủ đô cầu vồng của Trung Quốc. Chiêu Tô có diện tích 11.000 km², gồm 9 thị trấn, 1 thị xã và 6 thảo nguyên, là nơi sinh sống của 21 dân tộc anh em, bao gồm người Kazakh, người Hán, người Mông Cổ và người Duy Ngô Nhĩ, với tổng dân số là 145.000 người. Là một thị trấn ở nơi xa xôi nhất của Trung Quốc, nhưng nhờ có điều kiện tự nhiên chủ phú, ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi rất phát triển, nên cuộc sống của họ tương đối sung túc và ấm no. Nhìn quang cảnh từ trên cao, chúng ta cũng có thể phần nào nhận ra điều đó.
Những ngôi nhà mái ngói đa sắc là đặc trưng nổi bật của kiến trúc nơi đây, khiến Chiêu Tô hiện ra đầy màu sắc, sặc sỡ và vô cùng bắt mắt. Trước mắt chúng ta là công viên ngựa Thiên Mã, dự án rộng 50.000 mẫu, mất khoảng 20 phút để đi xe từ thị trấn Chiêu Tô đến đây. Khi đến Chiêu Tô du lịch, bạn có thể đến đây trải nghiệm văn hóa ngựa Thiên Mã thực sự. Nơi đây có thể mang đến cho bạn những triển lãm mang tính quốc tế hay những tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp về ngựa nổi tiếng thế giới, cùng các dịch vụ trải nghiệm như là cưỡi ngựa, tham quan và chơi các trò chơi dân gian về ngựa. Ngựa Chiêu Tô là những con ngựa xuất sắc của đất nước này, là nguồn tài nguyên chăn nuôi quý báu, là sự kết tinh của sự chăm chút, nuôi dưỡng kỹ lưỡng, tỉ mỉ, nghiêm ngặt trong một quá trình rất dài, năm này qua năm khác. Hôm nay thì chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trên mỗi bước chân mình đi. Hy vọng các bạn sẽ thích video trong ngày hôm nay của mình và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo trong cuộc hành trình khám phá Tân Cương. Thân ái, chào tạm biệt.